Tiếp nối bản tin, mời quý vị cùng đến với những thông tin về thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược cải cách thuế đến năm 2030. Trong đó, giao Bộ Tài chính nghiên cứu tăng mức điều tiết với đất và bổ sung thu thuế với nhà nhằm khuyến khích sử dụng hiệu quả, hạn chế đầu cơ. Chiến lược này nêu rõ tiếp tục thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025, tổng kết đánh giá tổng thể tình hình thực hiện chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Trên cơ sở đó, nghiên cứu hoàn thiện theo hướng tăng mức điều tiết đối với đất và bổ sung thu thuế đối với nhà ở nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, góp phần hạn chế đầu cơ nhà đất, đảm bảo động viên nguồn thu hợp lý, ổn định cho ngân sách nhà nước, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam và thông lệ quốc tế. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng chính sách thuế theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ xác định rõ đối tượng chịu thuế tài sản, số thuế phải nộp, đồng bộ với quy định của pháp luật về đất đai và quy định của pháp luật có liên quan. Để có thể mua được những căn biệt thự được xây dựng trước năm 1954 mà nhà nước đang sở hữu, phải là những người có hợp đồng thuê nhà với nhà nước. Ở đây được hiểu là những người được phân nhà và cho thuê từ trước đây. Tuy nhiên, giá bán hiện được quy định theo giá nhà nước, còn thực tế tại những vị trí mà các căn biệt thự này tọa lạc thì giá cả có thể gấp nhiều lần. Bên cạnh đó, nhiều người đang được thuê với giá chỉ mười mấy ngàn trên một mét vuông lại có thể kinh doanh hoặc cho thuê tới hàng chục triệu mỗi tháng. Thực tế này đang cho thấy sự bất cập trong công tác quản lý và sử dụng biệt thự được xây dựng trước năm 1954 tại thủ đô. Gần 50 năm nay, gia đình ông Tài sống tại một phần của căn biệt thự số 3 Điện Biên Phủ, quận Hoàn Kiếm với khoảng 13 mét vuông. Sống chật chội và khổ sở, nhưng bù lại, ông có thể cơi nới và sửa sang phía hàng rào, giáp với mặt đường Điện Biên Phủ để con gái kinh doanh buôn bán. Cũng giống như ông Tài, nhiều người được thuê biệt thự chỉ với giá mấy trăm ngàn một tháng, thì họ có thể làm cửa hàng kinh doanh như thế này và thu lời hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Chú cứ đóng một năm, có nghĩa cứ hết năm cả, chú đóng cả năm đâu. Được bao nhiêu là tiền thuê là bao nhiêu ạ? Chú đóng một năm như thế là tổng cộng là gần giá nhà nước mà một năm gần tới 10 triệu. Tất nhiên không để lãng phí và sửa thì phải có nghĩa là làm kinh doanh để thu bớt cái vốn mình đã bỏ ra. Còn đây là giá bán biệt thự cũ được quy định theo khung giá nhà nước. Gần 30 mét vuông tại tầng 3 của căn biệt thự mặt phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, được thành phố Hà Nội định giá vào năm 2019 là hơn 1,3 tỷ đồng. Giáp với Hai Bà Trưng, trên phố Hàng Bài đã từng có câu chuyện được đánh dấu là lịch sử trong thị trường bất động sản Việt Nam, khi giá đền bù tại khu đất để xây dựng chung cư tại đây lên tới 1 tỷ đồng một mét vuông. Câu chuyện so sánh luôn là khập khiễng, nhưng nó cho thấy sự bất cập trong mặt bằng định giá biệt thự cũ tại những khu đất vàng của thủ đô Hà Nội. Có hay không có về câu chuyện là hiện tại bây giờ, nếu cái câu chuyện bán 600 biệt thự này thì sẽ dẫn tới cái việc là khi cái giá bán của nhà nước thấp hơn so với giá thị trường thì sẽ dẫn tới câu chuyện thất thoát tài sản của nhà nước, cũng như sẽ có những câu chuyện ở đây là thâu tóm của những đại gia hoặc là cũng có những chủ đất chẳng hạn. Thế thì chúng ta sẽ xử lý câu chuyện này như thế nào? Khi mà chúng tôi xem xét về giá cũng như về quy trình thực hiện thì thành phố Hà Nội phải theo các quy định của chính phủ, theo bảng giá đất và theo các vị trí có nguyên tắc bán. Và toàn bộ các cơ sở đó thì được liên ngành, ở đây thì báo cáo đồng chí là Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Cục Thuế, Sở Tài nguyên Môi trường là có hội đồng xem xét từng cái tiêu chí, từng nội dung một để xác định cái giá bán. Trong khi người được mua không đủ tiền, người muốn mua lại không được hoặc phải làm theo nhiều bước để có thể thu gom và hợp thức hóa sở hữu. Những tài sản thuộc về nhà nước lại được trao đổi bằng các thỏa thuận dân sự, cao gấp nhiều lần giá trị mà nhà nước thu về. Và phía bị thất thoát thiệt hại ở đây chính là nhà nước. Để hết sức tránh cái sự lạm dụng hay thậm chí là có thể gọi là mua rẻ cái tài sản nhà nước và thông qua đó thì vi phạm cái lợi ích của nhà nước. Cái vấn đề thứ ba là phải bảo lợi ích của những cái người thật sự muốn sở hữu căn biệt thự một cách trọn vẹn và trên cơ sở đó họ có đủ tiềm lực tài chính cũng như các cái khả năng khác để biến cái mảnh đất vàng, mảnh đất kim cương đó sử dụng một cách hiệu quả. Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, tại 600 biệt thự cũ thuộc diện bán, đang có khoảng 5.700 hộ đang ký hợp đồng được thuê. Hiện thành phố đã bán cho gần 5.000 hộ, còn lại 713 hộ đang thuê những căn chưa bán được.
Trước khi đưa ra quyết định dừng bán 600 biệt thự cũ, thành phố Hà Nội cho rằng những hộ trước đây chưa mua có thể do khó khăn tài chính nên đề xuất tiếp tục bán những căn đang được bán dang dở để người đang thuê có nhu cầu được mua và nhà nước thống nhất cách quản lý. Tuy nhiên, việc Hà Nội đã bán, đang bán hay dừng bán số 600 biệt thự cũ không làm thay đổi về bản chất mua bán ở đây, cũng như sẽ không ngăn chặn được câu chuyện lãng phí, thất thoát tài sản của nhà nước khi vẫn tồn tại câu chuyện tài sản của nhà nước lại rơi vào túi tư nhân. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, theo báo cáo thị trường bất động sản quý 1 của Savills Việt Nam thì mặt bằng cho thuê bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh đã dừng chính sách ưu đãi được áp dụng trong thời gian dịch bệnh. Theo đó, các chủ đầu tư đã nâng thời gian thuê tối thiểu và áp dụng chính sách tăng giá hàng năm lên đến 10%. Theo ghi nhận trong quý 1 năm 2022, giá trung bình chào thuê của thị trường bán lẻ thành phố Hồ Chí Minh là 1,2 triệu đồng một mét vuông một tháng, tăng 3% theo quý và theo năm. Riêng với các dự án trong trung tâm thành phố, giá chào thuê ghi nhận gần chạm mốc 3 triệu đồng một mét vuông mỗi tháng. Theo Savills, xu hướng tăng giá thuê chủ yếu đến từ các dự án nằm ngoài trung tâm. Trong 3 tháng đầu năm, công suất cho thuê trung bình trên toàn thành phố ghi nhận ở mức cao với 92%. Về nguồn cung quý 1 năm 2022, tổng nguồn cung duy trì ổn định theo quý và theo năm với hơn 1,5 triệu mét vuông. Savills dự kiến trong 9 tháng tới, 7 dự án mới với tổng diện tích là hơn 90.000 mét vuông sẽ được đưa vào hoạt động, trong đó 74% đến từ các dự án ngoài trung tâm. Thưa quý vị, sắc đỏ thường xuyên áp đảo, thanh khoản mỗi phiên có xu hướng giảm và tâm lý lo ngại tin đồn vẫn hiện hữu sau kỳ nghỉ lễ được nhiều nhóm phân tích đánh giá là yếu tố khiến cho thị trường chứng khoán những ngày qua đối mặt với nguy cơ rung lắc. Vậy thì có nên bán tháo chứng khoán hay không? Lời khuyên là nhà đầu tư nên bình tĩnh, tránh bán tháo danh mục khi thị trường giảm sâu. Tâm lý tiêu cực nối tiếp sau phiên giảm điểm kỷ lục hơn 68 điểm ngày hôm qua khiến thị trường chứng khoán tiếp tục lao dốc ngay đầu phiên. Nguyên nhân giảm mạnh của thị trường thời gian gần đây chủ yếu từ yếu tố tâm lý, đặc biệt tâm lý tiêu cực từ những tin đồn liên tục xuất hiện trên thị trường. Bên cạnh đó, 3 phiên giảm sâu trước đó kéo theo hiện tượng call margin xảy ra cũng gián tiếp khiến cho thị trường giảm mạnh. Thị trường chứng khoán Việt Nam có một cái diễn biến giao dịch khá là giằng co trong một cái biên độ hẹp. Rất nhiều cái thông tin tác động đến thị trường một cách là tiêu cực, ví dụ như cái thông tin liên quan đến những sai phạm của lãnh đạo như công ty niêm yết hay là những cái sai phạm của các cái doanh nghiệp lớn trong ngành bất động sản, đặc biệt là trong cái hoạt động phát hành trái phiếu. Thanh khoản thị trường thời gian gần đây thì có cái xu hướng là cải thiện và dòng tiền thì có xu hướng tập trung vào các cái cổ phiếu blue chip, là những cái cổ phiếu có cái yếu tố cơ bản tốt, kết quả kinh doanh tích cực. Sắp tới thì thị trường cũng sẽ đón nhận cái mùa kết quả kinh doanh quý 1 cũng như là đại hội cổ đông. Đó là lý do vì sao mà rất nhiều khả năng là cái việc sự dịch chuyển của dòng tiền sang cái cổ phiếu lớn làm cái yếu tố mà nó nên làm để đón đầu cái kết quả kinh doanh quý 1 cũng như là mùa đại hội cổ đông sắp tới. Tâm lý nhà đầu tư trong nước vẫn thận trọng sau những thông tin bị bắt của lãnh đạo FLC Tân Hoàng Minh. Giới phân tích cho rằng điều này có thể khiến thị trường tiếp tục giằng co, do đó hành động bán tháo bất chấp danh mục của nhà đầu tư càng khiến thị trường tiêu cực và giảm sâu. Cái áp lực bán chủ yếu là do các nhà đầu tư có sự hoảng loạn khi mà có các thông tin tiêu cực, những cái tin đồn thất thiệt diễn ra trên thị trường. Thì đối với lại những cái tình huống như hiện tại thì tôi cho rằng là các nhà đầu tư nên bình tĩnh, và đây là những cái tin thông tin mà nó vẫn đang ở dạng tin đồn, và giả sử mà nó có là những cái thông tin này giả sử nó có thành hiện thực thì nó cũng sẽ là một cái thông tin mà có thể chỉ tác động đến đối với diễn biến, nó chỉ tác động đến cái mang tính thời điểm đối với diễn biến của thị trường chứng khoán thôi. Còn nếu mà nhìn về chung dài hạn thì với cái việc mà cái quyết tâm của nhà điều hành giúp muốn làm cho trong sạch và minh bạch các cái kênh đầu tư như là kênh đầu tư chứng khoán. Tháng 4 là thời điểm doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 1 và tổ chức đại hội cổ đông. Thông thường vào mùa đại hội cổ đông sẽ có những thông tin tích cực về hoạt động kinh doanh cũng như kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 và đặc biệt là mùa công bố cổ tức năm 2022. Hội chung lại, có rất nhiều thông tin tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trên thị trường cổ phiếu trong giai đoạn này. Khoảng một vài tuần gần đây thì dòng tiền dường như cũng đang có sự luân chuyển từ nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ và chuyển sang các mã vốn hóa lớn. Và đối với cái động lực này thì chúng tôi cho rằng
trong thời gian sắp tới, nếu như mà sau khi mà dòng tiền ổn định trở lại và đặc biệt là tìm đến các mã vốn hóa lớn, thì chúng ta có thể kỳ vọng là VN Index sẽ có thể vượt qua cái vùng cản 1.500 này và có thể hướng đến khoảng 1.600. Thị trường chứng khoán Việt Nam nhìn chung vẫn nằm trong xu hướng tăng trưởng tích cực. Do vậy, các nhà đầu tư cần bình tĩnh, lựa chọn phương pháp đầu tư phù hợp để tối đa hóa lợi nhuận cho danh mục của mình. Thưa quý vị, Tổng công ty Điện lực miền Nam EVN SPC vừa thông tin cảnh báo, hiện nay trên mạng xã hội một số trang web xuất hiện một số điện thoại mạo danh tổng đài chăm sóc khách hàng ngành điện để trục lợi phí cước của khách hàng sử dụng điện. Cụ thể, thời gian qua xuất hiện các số điện thoại 1900-6592, 1900-0184, 1900-299-202 và trong web www.chamsockhachhang.điệnlucLongAn để mạo danh Tổng đài Điện lực Long An nhằm trục lợi phí cước của khách hàng sử dụng điện tại tỉnh Long An. Khi gọi đến các số điện thoại giả mạo này, khách hàng sẽ bị tính cước phí rất cao từ 5 đến 8.000 đồng một phút mà không được giải đáp thông tin hoặc giải quyết kịp thời các yêu cầu về điện. Ngoài ra, trong web này còn giới thiệu chỉ đường link đến tổng đài của nhiều điện lực tỉnh khác như Hậu Giang, Đồng Tháp, Hải Dương với cùng một nội dung giới thiệu hướng dẫn dịch vụ của ngành điện. Cuối nội dung giới thiệu là số tổng đài giả mạo 1900-299-202. Hiện nay, Tổng công ty Điện lực miền Nam chỉ có hai đầu số duy nhất là 1900-1006 hoặc 1900-9000. Trong web chăm sóc khách hàng https://2.cskh.evnfpc.vn và các kênh ứng dụng app Zalo chăm sóc khách hàng EVNFPC của Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Nam phục vụ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 21 tỉnh thành phố phía Nam. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay của VTC14. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tháng 6 năm 2019, Tập đoàn FLC và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức động thổ khởi công dự án quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng FLC Quảng Ngãi tại khu đô thị mới Vạn Tường, khu kinh tế Dung Quất với diện tích hơn 1.000 ha. Tổng mức đầu tư được công bố trong giai đoạn đầu là 11.000 tỷ đồng. Chính quyền Quảng Ngãi đặt kỳ vọng sẽ hình thành một quần thể đô thị, sân gốp, khu du lịch nghỉ dưỡng với đầy đủ các tiện ích, liên kết cùng đảo Lý Sơn và khu kinh tế Dung Quất, tạo thành chuỗi du lịch khép kín, tạo đà cho ngành du lịch, dịch vụ và đô thị phát triển. Vậy nhưng sau gần 3 năm kể từ ngày khởi công, mọi thứ hiện hữu hoàn toàn trái hẳn với kỳ vọng. Nội dung cụ thể sẽ có trong Dòng chảy cuộc sống ngày mai.